Xin được thân ái kính gửi lời chào mừng quý vị đến với chương trình truyền hình Kali Today buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi trở lại với quý vị trong bản tin của buổi tối này với nhiều phần tin tức hết sức là hấp dẫn. Trên đời này đó, người ta nói rằng ăn miếng thì trả miếng, bánh đúc trao qua thì bánh chì phải trao lại. Do đó mà Hoa Kỳ đã có một cái hình ảnh cũng rất là vui, rất là đẹp, nhưng mà cũng rất là làm cho chúng ta cảm thấy rằng nước Mỹ đang trải qua một cái điều mà hết sức là nhức nhối và khó nói. Đó là sự kiện của bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã không cho Tổng thống Donald Trump nói chuyện trong cái ngày 29 tháng Giêng này ở tại Quốc hội Lưỡng viện. Thì ngay lập tức Tổng thống Donald Trump cũng có một cái cách phản ứng bằng cách là hôm nay không có ký cho bà Nancy Pelosi để đi thăm một số các chiến sĩ ở tại nước Mỹ, ở tại Âu Châu vân vân. Thì đây cũng là một cái chuyện cũng lý thú. Tuy nhiên khi mà bàn ra thì chúng ta sẽ thấy rằng có nhiều cái tình tiết hết sức là éo le trong cái cuộc tranh chấp giữa Cộng hòa và Dân chủ, giữa hành pháp và lập pháp trong cái thời điểm đang đóng cửa. Thưa quý vị, những cái tin tức như là một cái sự sắt đao của liên bang đã khiến cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó trải qua một cái chuyện hết sức là thương tâm. Nói đến thương tâm là bởi vì ảnh hưởng trực tiếp đến gần 1 triệu công nhân, mà trong đó thì những cái ngành nghề rất là đặc biệt như ở tại phi trường, rồi ở tại công viên. Đến ngày hôm nay thì quý vị biết rằng cái thời tiết của Hoa Kỳ nó đang ở trong một cái tình trạng khốc liệt, mà phi trường với những cái thời tiết hết sức là khốc liệt như vậy, cả hàng ngàn chuyến máy bay nó bị ảnh hưởng, nó bị delay, và trong khi đó thì không có nhân viên đủ để phục dịch. Thì đây là một cái ác mộng, như là một cái cơn ác mộng của đất nước Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chính vì vậy mà cũng có một cái dự luật, tức là HR 268, ra đời và được chấp thuận ở tại Hạ viện để làm thế nào mà có thể tiếp tục tài trợ khoảng trên 10 tỷ đô la để mà cứu vớt cái tình trạng như thế này. Tuy nhiên thì Thượng viện chắc chắn rằng không có đưa ra, là bởi vì trong đó có mười mấy tỷ đô la mà không có một đồng nào cho cái bức tường mà hành pháp đang đòi hỏi. Thưa quý vị, ngoài ra thì cũng còn rất nhiều những cái tin tức, như là những cái tin tức mà chúng ta biết rằng cái sự kiện của Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi đến những cái vấn đề mà đi đến cuộc họp của Davos. Tuy nhiên thì thưa quý vị, cả các phái đoàn đó đến giờ phút này thì cũng không có thể nào lên đường được. Lý do là không có đủ cái ngân sách của liên bang để tài trợ. Và điều gì xảy ra với một cái người được đề cử làm bộ trưởng tư pháp, ông William Barr? Ông này thì thưa quý vị là một cái người lão luyện, đã từng giữ chức bộ trưởng bộ tư pháp dưới nhiều thời của tổng thống Bush, mà Bush cha, rồi ông làm những cái công việc liên quan đến cái ngành tư pháp rất là nhiều, và cái kinh nghiệm của ông thì cũng rất là dày đặc. Tuy nhiên ông cũng là một cái người bạn, và đối với ông Robert Mueller thì ông rất là kính trọng, cho nên cái chuyện này nó cũng là một cái điều mà đối với tổng thống Donald Trump cũng là một cái chuyện người ta gọi là hơi nhức nhối. Thì thưa quý vị, những cái chuyện như vậy đó nó đang xảy ra trên đất nước của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Và cuối cùng thì những cái bản tin nói về vấn đề Trung Cộng và Canada đang đấu khẩu với nhau ngoại giao ghê gớm, bởi cái bản án tử hình cho một cái người mà trước đây Trung Cộng đã từng kêu cái án 15 năm. Thưa quý vị, những cái điều đó đó nó không có dính dáng đến bản án, nó không dính dáng đến cái sự kiện thật sự, mà nó chỉ là một cái điều ăn miếng trả miếng giữa cái tình trạng ngoại giao mà không thể nào không dính dáng đến cái hãng Huawei, mà nàng công chúa hãng Huawei là bà Mạnh Vân Chu là cái người đang trở thành một cái trung tâm điểm của cái sự đổ chác này. Có lẽ điều đó cũng là một trong những điều mà chúng ta sẽ nghe trong những điều mà hôm nay chúng tôi sẽ điểm qua một số những cái tin tức như vậy. Và thưa quý vị, chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng, xin được kính chúc quý vị một ngày an lành, và xin trân trọng giới thiệu với quý vị anh Tổng Giám đốc Hệ thống Truyền thông Truyền hình Kali Today, anh ký giả Nguyễn Xuân Nam, cùng với chúng tôi sẽ lượt qua những cái tin tức như thế này. Trước hết, xin chào anh Nguyễn Xuân Nam. Chào giáo sư Dũng, và trân trọng chào tất cả quý vị. Thì
ngày nào xong thắng cũng nhiều chuyện hết. Nhiều chuyện. Nói cả thế giới mà. Ngàn lẻ một đêm, đủ cái chuyện. Thì sau khi mà Hương Giang trở về vào cuối tuần này, sau chuyến vào vacation của cô, thì chúng tôi sẽ trao lại cái tiết mục mà cô phụ trách lâu nay, đó là cái tin tức buổi tối. Chào buổi tối. Lúc đó chúng tôi vừa rủ anh Nguyễn Hồng Dũng, anh Nguyễn Ngọc Mùi, luật sư của Hoàng Duyên, anh Đỗ Minh Hưng, chúng tôi tạo một cái mục khác để mà tiếp nối cái câu chuyện cho tất cả quý vị. Mà đó là câu chuyện mà thế giới chuyển động. Dạ vâng. Là chúng ta có thể thấy một cả một thế giới từ Việt Nam tới cộng đồng tới Hoa Kỳ, thế giới. Riêng cái vấn đề chính sự Hoa Kỳ, cái vấn đề mà Hoa thì đúng, vấn đề các đảng đúng, chính sự Hoa Kỳ, cung đình Hoa Kỳ, thì cái chuyện mình giao hầu hết cho cô Hương Giang. Cô sở trường và giỏi trong lĩnh vực này. Thì cái điều đầu tiên á, băng tin đầu tiên mà phải nói bữa qua chúng tôi về giáo sư Dũng á, đã thưa quý vị rằng á, là đây là cuộc nắn gân quyền lực. Một chuyện mà cái trò chơi quyền lực giữa Nancy Pelosi và Tổng thống Donald Trump. Và coi thử bà ta cho rằng bà ta cũng có oai quyền. Oai quyền, equal footing cũng ngang cơ. Và hiến pháp quy định là tam quyền phân lập, báo cáo quyền check balance trong phía hành pháp. Và ngược lại phía tổng thống cũng check balance phía quốc hội. Đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy bà ra tay một cách rất là nhẹ đòn về ngôn ngữ. Một cái thư tế nhị, xem ra thì nó rất là hợp thời hợp thế. Đang bị shutdown, này nọ, an ninh không có đủ. Thượng viện, hạ viện, tổng thống, ba tổng thống ngồi vô một chỗ. Bây giờ nếu mà khủng bố nó tới, an ninh nó sẽ xảy ra vấn đề gì đó. Thấy không? Thì cái đất nước lâm nguy, thì ông cứ thôi giờ ông cứ chọn, một ngày, chọn khác. Ngày khác. Sau khi mở cửa chính phủ rồi chúng ta sẽ chọn ngày khác, chúng tôi sẽ mời ông qua dự. Hoặc là nếu ông không thích thì ông có thể nói chuyện bằng thư. Hoặc là ông có thể đọc cái bài diễn văn ông tại tòa bầu dục không? Tòa bầu dục không? Thì phải nói là cái thư đó, người ta tính biết cái tính của ông Donald Trump á, là ăn miếng trả miếng. Tính ra Donald Trump, anh thấy chẳng hạn như nhiều lúc ông Marco Rubio, anh thấy lúc mà tranh cử đó, tranh luận á, ông còn nói cái này to cái kia nhỏ, đều người ta rồi xong nói với ông Kim Jong Un là nút ta bự nút mày nhỏ này đó. Cho nên đối với ông Donald Trump á, là anh ăn miếng thì trả miếng. Người Mỹ ông kia là cái lớp da ông mỏng, tất nhiên không phải da dày. Da dày là chịu đòn. Còn đôi da trung nó kêu da mỏng, tức như là ảnh hưởng liền là gọi là bị allergy liền á, nghe nói tới là anh liền đó. Anh thấy tôi thấy anh liền, anh tụt tôi cũng liền. Thấy không? Anh cái là anh bà bóp miệng tôi cái gì? Nói cái khác hơn đó bình dân Việt Nam á. Đó mà bà Nancy Pelosi mày bóp miệng tao. Chặt chân. Thì tao trói chân mày lại. Thì tới cái ngày mà bà Nancy Pelosi rồi tối nay á, thì bà lại bay đi qua Bỉ, qua Ai Cập, qua Afghanistan để thăm Ủy Lào với chiến binh bên đó, chiến sĩ bên đó. Thì cái quyền mà mời ông Tổng thống qua bên Quốc hội để đọc bài diễn văn liên bang đó, thì quyền của Thượng viện, Hạ viện Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ. Mà cái quyền mà kiểm soát các chuyến máy bay quân sự đó thì nằm ở quyền của Tòa Bạch Ốc. Tổng bên hành, ta bên hành pháp. Thì tới chuẩn bị tới giờ bay bây giờ phút chót ông Trump này mà bị chơi táo gì tên đất cho mày đi nên là và ông viết một cái thư lại mà cái thư cái là nó kêu là viết rất là sắc bén, ngắn gọn và sắc bén, từng câu từng chữ. Biết là thứ nhất là ông báo cho biết là vì vấn đề mà đóng cửa chính phủ đúng không, vì an ninh cho nên chuyến bay đó thì hoãn lại. Thì ông bà Nancy Pelosi biết ông, nếu ông muốn nói đó thì ông có thể viết bằng thư, hoặc là ông có thể nói tại cái phòng bầu dục thì bà ông chơi ngược lại. Nếu bà muốn bay đi thì bà có thể bay đi cái hãng máy bay dân sự, bay thương mại. Cho nên có thể đó là đọc cái đó nó bóp chát nhau như vậy. Thì có một đọc cái bài bình luận, trên một cái bài bình luận nó vui lắm. Các bạn giống như hai đứa nhỏ mà 6 tuổi đến 9 tuổi đó, đứa 6 tuổi đến 9 tuổi đang chơi Nintendo game á, trò chơi điện tử á, thì mà cãi lộn nhau rồi. Cho nên á, nó kêu có người gọi là childish, trẻ con, nhưng trời trẻ con, nhưng mà trong cái thế giới người lớn và thế giới quyền lực của thế giới
thì những tờ giấy trẻ con không phải là không có xuất hiện. Thì chúng ta thấy rằng, nhưng cái điều vấn đề từ đó ta thấy hai bên không nhân nhượng nhau. Cho nên cái giải pháp mà hai bên compromise lại ngồi xuống với nhau để tìm một giải pháp đó, thì cái đó nó rất là khó. Người ta phân tích là hiện nay đó, bề mặt mà đang hưởng cái lợi thế về mặt dư luận thì bà Nancy Pelosi hưởng lợi thế hơn, đảng chủ hưởng lợi thế hơn. Lý do trong tất cả cuộc thăm dò của các cơ quan mà thăm dò dư luận lớn thì họ trách tổng thống về cái việc shutdown này hơn. Dân tình trách tổng thống nhiều hơn, dân tình trách đảng Cộng hòa nhiều hơn. Là trách, cũng có trách đảng Dân chủ và trách bà Nancy Pelosi, nhưng mà đa phần thì trách đảng hòa. Thì trong khi đó đảng chủ đang khai thác cái chỗ này tiếp tục. Tại sao tôi phải hòa? Tại sao tôi chiều theo ý anh? Cái này nó bất lợi cho anh mà, bất lợi cho đối phương mình mà, đúng không? Cho nên cái đó là cái game chơi một cánh bài, cánh bạc rất là lớn của bà Nancy Pelosi, là bà tiếp tục đánh cái game này, tại cái game này bất lợi cho ông Trump hiện giờ, cho tới giờ phút này. Cái thứ hai đó, cái gì mày muốn, tao không cho mày làm gì tao, đúng không? Coi thử mày làm gì. Cho nên hai bên cương như vậy, trong nhà ta cứ trâu bò hút nhau thì rùi mũi chết. Anh nói là vấn đề là hiện nay dân, con dân nước Mỹ đang nướng trên cái ngọn lửa hung tàn. Ngọn lửa hung tàn bởi cái chính trị giữa hai phe. Thì cái tình hình dân chúng rất là khổ. Và đến cái độ như giáo sư Dũng nói trong một cái bài bình luận của chúng tôi với giáo sư Dũng vừa đọc với nhau, là cái việc mà shutdown chính phủ lần này tới ngày 27 là thầy Dũng. Dạ đúng rồi, quá sức tưởng tượng rồi. Tới ngày 27 rồi. Và kỷ lục trong lịch sử, trong lịch sử mấy trăm năm nước Mỹ. Nhưng mà cái đây là kỷ lục, cái nightmare, một cơn ác mộng của nước Mỹ, thưa quý vị, đã ảnh hưởng toàn bộ. Và có người cho rằng là nước Mỹ phải trả một giá quá lớn để vì tự ái của các nhà lãnh đạo. Dạ vâng. Vì cuộc đối đầu giữa các đảng phái, vì sự đối lập giữa quốc hội và hành pháp. Yeah. Cái đó thì họ không đại diện cho quốc gia, họ đại diện cho đảng của họ, họ đại diện cho quyền lợi của nhóm họ, họ đại diện cho quyền lợi chính họ, thay vì họ đại diện cho cái quyền lợi của quốc gia. Dạ vâng, thì thưa quý vị, trong quá khứ chúng ta đọc lại cái lịch sử của Hoa Kỳ đó, nhất là trong cái thời cận đại, chúng ta thấy vị tổng thống mà mới vừa qua đời đó, tổng thống George W. Bush cha, thì trước đây thì ông là hứa là không có tăng thuế. Tuy nhiên là sau cái compromise giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ thì ông chấp nhận cho tăng thuế với cái điều kiện là Dân Chủ phải cắt những cái chi tiêu của liên bang. Tuy nhiên thì sau khi mà ông đã chấp nhận tăng thuế thì đảng Dân Chủ không có cắt cái vấn đề chi tiêu của liên bang cũng như là cắt những cái phần tiền mà không cần thiết. Do đó thì cái kết quả đã tạo nên là Tổng thống George W. Bush bị rớt và cái người chiến thắng chính là Tổng thống Bill Clinton. Đây là một bài học mà nếu chúng ta nghiên cứu thì chúng ta thấy rất là kỹ. Read my lips. Yeah, read my lips. Nhưng mà có một cái điều là có những cái sự kiện họp hành ông ký để mà giảm thuế, để mà tăng thuế thì chúng tôi sẽ làm như vậy. Điều này khi mà ông ký xong rồi tăng thuế nhưng mà bên Dân Chủ không có tạo cái điều kiện để mà cắt giảm cái sự kiện đó. Cho nên cái bài học này nó đã ảnh hưởng tới ông Donald Trump. Ông Donald Trump nói rằng bây giờ tôi đâu có thể nào nghe là mở cửa rồi khi đó rồi bà cứ hứa tới hứa lui. Bây giờ một là cho tiền, hai là không cho tiền. Đó là một cái điều mà làm cho cái đất nước Hoa Kỳ này ở trong một cái trạng thái gọi là mặt kép hết sức là phiền não. Chính vì vậy mà cái dự luật HR 268 đã ra đời. Tuy nhiên á, với một cái số phiếu là 237/187, có nghĩa rằng đã pass ở Hạ Viện về vấn đề mà có thể cung cấp 12.1 tỷ đô la trong cái vấn đề mở lại cửa của liên bang cũng như là làm cho cái tình trạng của đóng cửa này nó bớt đi những cái căng thẳng. Tuy nhiên, thưa quý vị, mặc dầu là Hạ Viện đã đưa cái điều này lên nhưng mà cũng không có một con số nào để nói đến cái chuyện bức tường. Do đó thì Thượng viện Hoa Kỳ đã không có đem cái này đến bàn của Tổng thống và họ cũng không có vote cái điều này. Cho nên cái điều này nó cũng là một trong những cái mà chúng ta cũng cần phải biết trong cái lúc này Hạ Viện đang nỗ lực như thế nào để mà mở cửa trở lại.
Tuy nhiên, cái mở cửa trở lại này nó còn tùy thuộc rất nhiều cái yếu tố, mà trong đó cái yếu tố quan trọng của hành pháp là đòi phải có một cái số tiền để bảo đảm an ninh cho Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, nhất là cái phái đoàn Caravan nó đã khởi hành từ Honduras tiến về Mexico và chắc chắn cũng sẽ đến ngang cái biên giới của Mexico và Hoa Kỳ. Mời anh Nguyễn Xuân Nam. Anh như vậy thì chúng ta thấy cái chiến bộ và cái agency là cơ quan bị đóng cửa từng phần. Yeah. Và cái ngân sách mà bên Hạ viện đưa ra 12.1 tỷ để mở cửa cho chính cái bộ và cái cơ quan này tái mở cửa trở lại hoạt động và nhân viên có lương có phạt này nọ, thì tờ ngân sách 12.1 tỷ kéo cho tới ngày 8 tháng 2. Nhưng mà Thượng viện cho rằng là không có đem ra bỏ phiếu, vì cho rằng cái gì mà Tổng thống vi Thượng viện Cộng hòa đang cầm. Và tôi nói là nếu cái gì mà Tổng thống Trump không bằng lòng nữa, thì Thượng viện không đem ra bầu, không bỏ phiếu. Nhưng mà trong thực tâm mà khi mà anh đọc cái bản tin này, anh có nghĩ rằng Hạ viện mới làm đó muốn thực sự mở cửa không? Cho đến giờ phút này đó, tôi nghĩ rằng Hạ viện chưa muốn thật sự mở cửa. Bởi vì đó, Hạ viện họ biết rất là rõ cái chuyện này. Tôi cũng nghĩ như vậy. Họ biết rất tức là rõ. Họ biết rằng tôi bầu thì tôi bầu, nhưng mà trong cái 6 người dân biểu Cộng hòa cũng nhảy vào cuộc chung với dân chủ. Chỉ vui chơi thôi. Nhưng mà họ biết họ bỏ ra, chẳng qua là tâm lý chiến. Tâm lý chiến. Tâm lý chiến là chứng tỏ là toàn dân biết rằng á. Tôi cố gắng. Tôi cố gắng, tôi lo cho dân, cho chúng, tôi lo cho cử tri, tôi lo cho đồng bào, tôi lo cho này nọ kia khác. Thấy không? Nhưng mà bên Thượng viện Cộng hòa không có bầu, không có thông qua, và Tổng thống của Cộng hòa cản trở, thì họ dùng cái sức ép về phía Cộng hòa. Đây là cuộc chơi về chính trị, chứ Hạ viện biết rằng cái này chắc chắn lên sau Thượng viện không qua, và Tổng thống không thông qua, và bên đó không có cái ngân sách của xây bức tường. Thấy không? Thì cho nên đó, ngay cả Hạ viện Cộng hòa cũng có 6 phiếu nhảy qua thôi. Thấy không? Thì cho thấy rằng trên đời này, cái đứa là họ tung cái chiêu mà không phải để đánh. Họ tung cái chưởng ra mà không phải để đánh. Đánh gió. Chính đánh... vì vậy mới có bình luận đó. Nên lấy lòng dân. Cho nên cái này gọi là lấy lòng dân nhiều hơn là một cái... Cho nên nghị quyết mà gọi là HA 268. Theo tôi nghĩ rằng cái nghị quyết đó là nó giống như một cái... Mà mắt. Cho nó vui tôn thôi. Cho vui vậy bác. Tôn cho vui thôi. Thưa Vinh Nam, thì anh có nhìn thấy những cái ảnh hưởng trực tiếp đối với các cái bộ cũng như là các cái agency mà bị đóng cửa, rồi những cái người mà nhân viên cũng như là 800.000 người đó có ảnh hưởng trực tiếp vấn đề healthcare, vấn đề sức khỏe, vấn đề trường học, vấn đề y tế, tất cả những cái vấn đề đó, thì bây giờ chúng ta có thể lượt qua sơ để chúng ta các thấy các đài truyền hình lớn của Mỹ, ví dụ như CBS, NBC đó, họ chạy những bản tin mà phải nói rằng họ có những cuộc phỏng vấn. Đây là trên tờ New York Times, trên tờ Washington Post, USA Today, này, Huffington Post. Đó có những bài phỏng vấn mà nó làm rung động lòng người Mỹ, thưa quý vị. Chẳng hạn như trên này giáo sư Dũng có đọc một bài báo về, thưa quý vị đó, là việc đóng cửa này hiện nay là một cơn ác mộng cho nước Mỹ, mà ác mộng cho người dân Mỹ. Ngoài chuyện ảnh hưởng tới 800.000 trực tiếp đến 800.000 người nhân viên liên bang đó, phải nghỉ việc không có lương, họ đi làm không có lương đó. Bây giờ họ chuẩn bị cái check thứ hai cũng bị không được lãnh nữa. Thì anh biết không có lãnh check thì hiện nay cho biết là khoảng tới 50.000 người không có tiền để trả một cái phải trả lấy một cái chưa trả tiền nợ nhà hàng tháng. Ở Mỹ nó mua nhà nó hay vay nợ, thưa quý vị, ví dụ nợ 30 năm, nợ 15 năm, whatever. Tức là tôi trả gốc, đao xuống, xong rồi còn bao nhiêu lại vay nợ theo lãi suất và trả gốc. Trong bao nhiêu năm thỏa thuận giữa nhà băng với người mua. Nhưng mà hàng tháng phải trả cái tiền nhà, tiền nợ nhà đó. Nhưng mà tới 50.000 người Mỹ hiện nay là không trả được. Thì nó rất là nguy hiểm. Có thể bị tín dụng sẽ bị tín dụng xấu hoặc có thể bị thu nhà. Rất nguy hiểm. Và cũng có những cái trường hợp chẳng hạn như bà Angela Tucker. Thì bây giờ bà hết tiền, bà còn chút xíu thôi, vì không có lãnh lương. Thì bà không có... Chứ bà nói trên cái đài truyền hình, bà đang bị tình trạng sức khỏe. Thì bây giờ bà không biết bà lấy cái tiền chút đỉnh còn lại để mua thực phẩm hay để gửi child care hay là mua thuốc uống. Thì bà bây giờ bệnh, bây giờ không thể mà vừa có tiền mua thuốc uống, vừa có tiền mua gửi con đi chăm sóc, vừa có tiền đi mua thực phẩm. Cho nên phải cắt. Mà cắt cái gì đây?
nên ra là những vấn đề như vậy. Đời sống thì và Angela Tucker này là một trong những trường hợp 800.000 người nước Mỹ thôi. Hay là tại Wisconsin thì cái nhân vật tên là Mallory Lodge là một cái viên chức của cái sở nội vụ, cũng là tới cái bị cái bệnh mà đường tiểu đường và phải chích insulin, và bây giờ cũng phải không đủ tiền mua chích insulin như bình thường, phải chích, phải chia ra. Cho nên có những trường hợp, còn chưa kể những cái sân bay bây giờ, phi trường bây giờ trở thành một cơn ác mộng nữa. Chúng ta biết là trong cái ngành mà kiểm soát vấn đề an ninh phi trường đó, TSA đó, thì nó có toàn nước Mỹ nó có 51.000 nhân viên liên bang làm cái nghề về an ninh phi trường, kiểm soát an ninh phi trường, theo dõi an ninh phi trường đó, cái 51.000 người. Thì giờ 51.000 người này trong tình trạng là bây giờ không có lương, tới kỳ thứ hai là chuẩn bị tới kỳ thứ hai, lương kỳ thứ hai cũng không có luôn. Thì bây giờ họ không có nhiều người họ nói bây giờ tôi đi làm đâu, có người một số người gọi bệnh ở nhà để cáo mình ở nhà để đi làm việc khác, có người dậy đi kiếm việc khác, người đe dọa bỏ việc, có người thì bảo là tôi đi làm nhưng mà tôi giờ không có lương, tôi không có tiền mua đồ ăn, làm sao bụng đói đi làm, không đủ dinh dưỡng sao đi làm được, có thể làm được không. Cái tình trạng nó rất là rắc rối thưa quý vị. Thì và cái điều nữa là khi mà họ không đi làm vậy, một số các cái nhà cái cổng hành khách đó, bị đóng. Thì một số các phi trường bị đóng dẫn đến là chuyến bay bị trễ, dẫn đến là ngủ la liệt trên các phi trường, và thương vị đời sống nó bị trở thành rối loạn. Có cái điều nữa mà nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta là chúng ta thấy rằng mùa bão và mùa thời tiết nước Mỹ có cái điều cái thời tiết và bão ấy, dự báo thời tiết, dự báo bão là những vấn đề lớn. Người ta theo dõi mưa nắng, người ta theo dõi cái vấn đề bão tố này nọ kia khác. Cúp luôn. Nhưng bây giờ tiền cũng đang hết. Tòa án đóng cửa, sở thuế cũng đóng cửa, bây giờ tới phiên sở khí tượng cũng hết. Vì không phải là cái luật nước Mỹ nó cũng kỳ lắm anh, là có thể xoay sở cùng tiền khác được, nhưng mà cái tiền đó, cái ngân sách năm nay không có, ngân sách không có, anh sử dụng có thể phạm pháp, những nguồn tiền khác có thể phạm pháp. Cho nên chính như vậy, cái sự quy định về luật lệ rất là rõ ràng, rất là rành mạch. Cho nên cái tình trạng mà hiện nay chúng ta chuẩn bị cái sở khí tượng, sở về dự báo bão quốc gia, National Hurricane Center có thể bị shut down, hiện nay đã bị shut down rồi. Thì tôi không biết bao giờ chúng ta có thể có những ngân quỹ hoạt động lại. Thì đó là tình hình rất là phức tạp. Và cái điều mà đau lòng nhất á, là cái chuyện mà mấy trẻ em nhỏ đi học. Chúng ta thấy ở nước Mỹ, không biết thầy Dũng nhớ không, cái lúc mà mình qua bên Mỹ mình dắt theo con nhỏ. Thì mình mới tới nước Mỹ cái là người tị nạn, đúng không? Thì không biết giáo sư thì sao cho tôi cũng có được 8-9 tháng để hưởng cái trợ cấp giúp cho những người mới đến các con nhỏ, đúng không? Mà đứa con nhỏ mình lúc đó đi học gì, thí dụ như nó trong vô đông trường đó, nó có cái bữa cơm, mà bữa cơm đó mình đóng tiền ít hoặc là chính phủ tài trợ, đúng không? Thì nó đầy đủ dinh dưỡng nhưng mà được chính phủ tài trợ. Thì cái bữa cơm đó tại hiện nay tại North Carolina thì không đủ ngân sách, bữa cơm bị cắt hoặc bị giảm. Thì cho nên cái tình trạng mà ngay cả những em trẻ thơ, không phải chỉ có tổng thống bị bọc bịt miệng trong cái bài diễn văn liên bang để mà chúng ta bị chặt chân, bị trói chân đi không được, rồi phái đoàn của tổng thống cũng không đi ngoài quốc tế được, phải không? Rồi bây giờ tới phiên là tất cả mọi người, mà ngay cả những đứa trẻ thơ ở trong học đường cũng đang bị ảnh hưởng. Cho nên hiện nay nước Mỹ đang trong cái cơn nightmare. Nhưng mà cái điều ghê gớm nhất không phải là cái nightmare hiện nay bây giờ, mà nó sẽ kéo đến bao giờ. Hiện nay với hai bên đánh nhau chứng tỏ quyền lực, chứng tỏ tự ái, chứng tỏ quyền lực, giữa hai bên không nhường nhau, giữa hai đảng cái là bây giờ tử thù Cộng hòa Dân chủ là giờ gần như là tử thù, thấy không? Thì bây giờ nó sẽ kéo đến bao giờ thầy Dũng? Nó sẽ kéo đến lúc nào? Nướng con đen trên ngọn lửa hung tàn của mình Ngô Đại Cáo phải không? Đúng không? Con đỏ thì... thì đó là tình hình của nước dạ, vâng, thưa quý vị, cái điều đó cũng đã cho chúng ta thấy rằng nó ảnh hưởng dây chuyền. Chúng ta biết rằng ở trong Kinh Hoa Nghiêm đó thưa anh, tất cả đều có những cái nguyên nhân mà nó không thể là một cái đơn giản. Tức là khi mà nói là một cái sự kiện đó là lỗi của tất cả. Và khi mà chúng ta gọi là ảnh hưởng thì tất cả đều ảnh hưởng. Ví dụ như là một cái người họ bán quán, coi vậy chứ nó cũng có cái những ảnh hưởng. Bởi vì họ nói là hãy vô ăn là họ có tiền, nhưng mà không, lấy tiền đâu mà ăn.
đâu có mở cửa đi làm đâu, có tiền, vân vân. Thành thử ra tất cả những cái gì trên thế gian này là một cái sự kiện của một con bướm mà nó chập chừng cái cánh bướm ở tại rừng Amazon, nó có thể ảnh hưởng đến trận bão ở tại Ai Châu. Nói như vậy có nghĩa là trong vũ trụ này cái gì nó cũng ảnh hưởng, nó interrelated, nó liên đới với nhau hết, phải không? Vâng, thì đó. Cho nên thưa quý vị, hiện bây giờ đó thì ông cố vấn, ông cựu cố vấn của tổng thống Donald Trump, tức là ông Gary Cohn, ông đã nói rằng cái chuyện này đó quả thật là một cái chuyện nó hống đâu ra đâu ấy. Thì cái chuyện này thì anh có thể là cho tất cả mọi người cùng biết là ông cựu cố vấn là ông Gary Cohn, ông nói gì thế? Thì chúng ta có nghe nói ông cố vấn mà Gary Cohn này, nó thầy Dũng nói đó là ông là cố vấn của cái ủy ban kinh tế, cố vấn kinh tế hàng đầu, cơ quan kinh tế hàng đầu của tổng thống Donald Trump. Ông ta đã từng làm việc cho chính quyền Donald Trump tới tháng 4 năm nay vừa rồi, tháng 4 năm 2018. Như vậy cái nhìn của ông ta rất là thuần kinh tế. Ông ta cho rằng nước Mỹ hiện nay đang đổi cái shutdown, đang đổi cái nền kinh tế để lấy shutdown. Một câu rất là mỉa mai. Để đổi một nền kinh tế hưng thịnh để được cái shutdown, để được lấy cái nightmare. Một cái trò chơi phải nói là hết sức là chúng ta không hiểu tại sao nó như vậy. Hiện nay có những cái bên chúng ta vỡ các truyền hình ra đó, người ta đều thấy cái này là vô lý. Nhưng mà giống như cái hai bên đó, anh biết cái những lúc mà chuyện không đáng cho hai bên, giống như trong hàng xóm đó, vì cái vấn đề con gà con qué đó, hai bên đánh đâu lấy rửa, chặt lấy dao chặt nhau, đâm nhau, cháy pháo cháy đầu. Đó là cái trường hợp của chỉ vì một cái chuyện, chỉ vì một cái chuyện rất nhỏ là hai con gà mày đá gà tao. Cái chuyện mà đánh lộn mà ông thượng nghị sĩ vượt qua Canada là chuyện đó đó. Vì nên là vậy thôi. Cho nên chính như vậy nó đang rơi vào cái vòng, nó kêu là tẩu hỏa nhập ma nè. Nó tẩu hỏa nhập ma. Lý thuyết gì cũng bỏ hết. Chẳng hạn như bình thường ta lúc tỉnh táo là viết rất là hay, nói chuyện rất là hay, rất là thuyết phục bằng cách lý luận để được. Và khi về vào cuộc rồi đó, thấy không? Là cắn, là xé, là đủ thứ trò. Chúng ta có thể nói rằng cho nên cái lửa sân hận trong người nó kinh hoàng. Kinh hoàng, đúng rồi. Đúng. Cái lửa sân hận trong người nó kinh hoàng. Cái lửa mà thù oán ấy, nó đốt cháy cả thế gian này bị cái lửa thù oán. Nước Mỹ đang bị đốt cháy bởi sự sân hận và thù oán. Dạ vâng. Thì ông Gary Cohn này, ông nói này, trả lời giáo sư Dũng á. Ông nhìn cái đó, ông nói một câu rất là đơn giản: absolutely no sense whatsoever. Nghĩa là nó chuyện khùng điên, không thể tưởng tượng được. Ông cái ông cố vấn em nói ông không thấy ông có cái gì có lý trong chỗ này hết á. Ông thấy ông dùng cái chữ absolutely no sense whatsoever là tuyệt đối, nó phi lý, không thể chịu nổi, không có cái lý, không có lý mà những nhà lãnh đạo hàng đầu nước Mỹ, những tay trí thức của nước Mỹ, những tay giàu có nhất nước Mỹ, những nhà chính trị hàng đầu nước Mỹ lao vào cái trò chơi này và đánh nhau túi bụi và không có lối ra. Đó chính là một cái điều mà thưa quý vị, hàng năm đó thì cái cuộc họp Davos, tức là một cuộc họp kinh tế của thế giới, nó xảy ra năm nay thì nó xảy ra ở tại Sweden, tức là tại Thụy Điển đó. Thì cái phái đoàn của Hoa Kỳ chuẩn bị để mà đi đến để mà phó hội và sẽ bàn luận về vấn đề kinh tế của thế giới, trong đó có vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ là vô cùng quan trọng. Nhưng mà cũng vì cái lý do ảnh hưởng bởi đóng cửa mà phái đoàn đó cũng phải bị đình trệ và không biết cho đến ngày nào. Thì đó là một điều ảnh hưởng đến cái vấn đề kinh tế mà chúng ta đang phải, nghĩa là chịu đựng chung của toàn thể nhân dân Hoa Kỳ. Mời anh cho cái bản tin đó. Thì nó tình hình này cũng rất phức tạp thưa quý vị. Chuyện bây giờ tôi nói chuyện trong nhà đóng cửa dạy nhau, đóng cửa dạy nhau không được. Bây giờ tới ngoài ngõ cũng bị dính cho vấn đề này. Chúng ta, nền kinh tế Hoa Kỳ là nền kinh tế hàng đầu của thế giới. Thế giới hiện nay cũng đang rất nhiều vấn đề, trong tổ chức thương mại thế giới cũng đang nhiều vấn đề cải tổ. Thấy không? Rồi tổ chức mà ngân hàng thế giới cũng đang nhiều vấn đề phức tạp. Và cái vai trò Hoa Kỳ trong vấn đề này rất là lớn. Thấy không? Vấn đề Hoa Kỳ yêu cầu cải tổ rất là lớn. Nước kinh tế thế giới sẽ đi vào hướng nào? Vấn đề mà nó kêu là nền kinh tế toàn cầu hay nền kinh tế mà bảo thủ, đóng cửa biên giới hay mở cửa biên giới, thì những vấn đề lớn đặt ra. Thì chúng ta biết rằng trong thời gian trước đây, hàng năm tại Switzerland, tại Davos, nó có một hội nghị, nó mang tên là cái diễn đàn kinh tế thế giới. Nơi đó những vị lãnh tụ các nước trên thế giới này, các nhà khách mời đến thuyết trình
về cái đường hướng nhận định kinh tế thế giới, đường hướng này là để giải quyết các vấn đề kinh tế thế giới, hướng đi kinh tế thế giới. Thì thưa quý vị, sự vắng mặt của Hoa Kỳ cũng đều đáng tiếc. Trong lúc trước đây một vài năm ấy, thì khi mà vắng mặt của phái đoàn Hoa Kỳ thì ông Tập Cận Bình đó là mưa làm gió thì những đàn này ông đọc cái vấn đề là cổ suý cho cái nền thương mại mà toàn cầu, thương mại tự do, thương mại toàn cầu, và trở thành cái đề tài chính để thảo luận cho cái diễn đàn đó. Và chúng ta biết rằng là mở cửa thị trường như này chính toàn cầu, Trung Quốc là thằng tệ nhất vấn đề này. Cho nên khi mà chúng ta nói ông Peter Navarro nói, nếu ai nói kinh tế toàn cầu, ai nói mở cửa thị trường thì nghe được, còn ngửi được. Trung Quốc mà nói chuyện đó và đứng lên thuyết trình vấn đề đó và đứng lên mà tiêu biểu cho con cờ thế giới về vấn đề đó thì không đó, nhận được. Thì đó là đã thôi quá à, chịu không nổi. Nhưng mà tại vì không có những cái ngôi sao lớn nước Mỹ không có mặt thì ông Tập Cận Bình ông phát cờ đó. Cho nên cái ảnh hưởng của nước Mỹ trên cái diễn đàn thế giới nó bị sức mẻ một phần. Cho nên có những lúc á, cho nên có những người là nói khi mình có những cái diễn đàn, chẳng hạn có những diễn đàn mà khi có người có sân chơi, có sân chơi. Cho nên có những sân chơi, đây là vấn đề tranh luận, trong vấn đề trong cộng đồng cũng vậy. Có những lúc tranh luận là có những sân chơi ở Liên Hợp Quốc, sân chơi quốc tế, sân chơi đa quốc gia, sân chơi khu vực, sân chơi ở châu lục, thì cái phái đoàn chúng ta, những người Việt tị nạn cộng sản, người Việt Nam phụ Việt Nam Cộng Hòa có mặt đối đầu chuyện với cộng sản trên cái diễn đàn đó không? Có những người thấy nói là có người cho rằng là mình không có được tham dự, ngồi chung bàn như vậy là hòa hợp hòa giải, chấp nhận nó là tẩy chay, hay có nó đâu là mình tẩy chay đó, mày không tới dự. Nhưng mà cũng có người cho rằng nếu mày không tới dự đó, nó nói xấu mình không cãi được, thì nó lại gây ảnh hưởng của người khác. Đúng. Mà mình tự dưng mình loại mình ra khỏi cuộc chơi, mình mất đi ảnh hưởng của mình. Tại sao mình không có mặt? Thì tùy trường hợp nha, cái này tùy trường hợp. Cho nên trong đời sống mình cũng có nhiều cái lúc mà chúng ta thấy trong cộng đồng, trong suốt mà 43 năm vừa qua chúng ta theo dõi những cái vấn đề tiên cộng đồng đó, thì cũng cái đó là vấn đề tranh luận. Thì bởi vì chẳng hạn như bây giờ những cái diễn đàn Liên Hợp Quốc, diễn đàn thế giới, diễn đàn nhân quyền, diễn đàn về an ninh, diễn đàn này là nọ, mà nếu Mỹ không có mặt thì tụi nó bầu người khác, và nó lãnh đạo theo kiểu nó đưa ra đường lối kiểu nó, thì chẳng lẽ Mỹ đứng ngoài cuộc? Cái quyền lực của nước Mỹ sẽ ảnh hưởng thế giới này như thế nào, ảnh hưởng nước Mỹ như thế nào? Cho cái Davos đó, là cái việc mà một vài năm gần đây vì những cái khó khăn của nước Mỹ, thì nước Mỹ nó có dùng cái chữ là như thế này, là the Trumpless trip, là một chuyến đi mà không có ông Trump. Nước Mỹ vẫn tham dự mà the Trumpless là chuyến đi mà không có ông Trump. Thì năm trước rồi có ông là Mnuchin là Bộ trưởng Bộ Ngân khố, Bộ trưởng Bộ Tài chánh, rồi có ông Mike Pompeo là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông mà Bộ trưởng Bộ Thương mại là Robert Ross, và kể cả đại diện thương mại của Mỹ là ông Robert Lighthizer, và ông phó trưởng lý của vấn đề mà phối hợp cái chính sách là Chris Liddell đều có mặt trong cái tại Switzerland, nhưng mà thì không có ông Trump. Và thí dụ như nói vậy thôi chứ không có một vị mà lãnh đạo cũng làm sự thiếu sót nhiều. Đúng rồi. Cho nên á, mình cứ co cụm lại vì cái khó khăn của mình trong nội bộ, rồi mình trong nội bộ không giải quyết được, rồi mình co cụm lại thì quốc tế, cái vai trò của nước Mỹ trong lãnh đạo thế giới đang là vấn đề lớn. Ngay cả hiện nay chúng ta thấy rằng tại Đông Nam Á, Châu Á nó vừa rồi có những cái diễn đàn thế giới, nó đi những cuộc thăm dò dư luận, mình đọc xong những các cái cuộc thăm dò dư luận đó mình thấy rất là buồn. Rất là nhiều đồng minh của Mỹ trước đây ở tại Đông Nam Á và Châu Á đang nghi ngờ về cái commitment của Mỹ tại Châu Á Thái Bình Dương, đang nghi ngờ về, họ không tin Trung Cộng nhưng mà họ cũng không tin vào Mỹ. Họ bây giờ họ trở thành chờ thời, gió chiều nào thì xuôi chiều đó, bởi vì họ cái quyền lợi kinh tế của quốc gia họ là quan trọng, anh thấy không? Mà khi mà thấy Mỹ thay đổi sành sạch cái chính sách và không có commitment về tài chính, về quân sự, về này nọ, thì họ làm sợ biết lòng Trung Quốc, là mất Mỹ và mất Trung Quốc luôn. Cho nên họ vẫn đứng trong tình trạng rất là limbo, in limbo, là trong tình trạng mà tấn thoái lưỡng nan, không biết như thế nào di chuyển.
Cho nên trong ông thủ tướng Singapore vừa rồi cũng nói câu rất hay, là APEC cũng nói đến cái lúc nào đó, hiện nay ông cũng đang nghi ngờ về Trung Quốc, Quốc và Mỹ đứng ở đầu, đứng mà cổ. Đến lúc nào đó ông nghĩ là đến có sẽ tới một lúc nào đó gần đây Đông Nam Á sẽ chọn một trong hai là Trung Quốc hay Mỹ. Cho nên cái vai trò ảnh hưởng thế giới của Mỹ nó rất là quan trọng, bởi vì chúng ta không có thì chúng ta sẽ mất từ từ cái ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới, mà khi chính sách và kinh tế rất là quan trọng. Dùng đó là nó thuộc loại soft power, quyền lực mềm của nước Mỹ. Đúng rồi, khi quyền lực mềm đôi khi nó mạnh hơn quyền lực cứng nữa. Dạ vâng, nó điều khiển ở trong mà. Nói chung là cái bộ não ở trong nó phải điều khiển, còn cái chuyện mà cứng ở ngoài tức là tay chân hay là thi hành thì cái chuyện đó nó phải theo cái chính sách mà phải theo như vậy thôi. Cho nên luôn luôn thì cái sự chỉ đạo, tức là những cái người mà hoạch định những cái kinh tế, hoạch định những cái công việc đó mới là những cái người mà họ tạo nên một cái sự thay đổi của thế giới. Kính thưa quý vị, cựu bộ trưởng tư pháp ông Jeff Jackson, ông đã từ chức rồi. Nhưng mà cái lý do ông từ chức thì nó có nhiều lắm. Nhưng mà một trong những cái lý do đó có thể rằng ông để cho ông Bob Mueller, tức là Robert Mueller đó, muốn làm gì thì làm trong cái vấn đề điều tra để tìm cái nguyên nhân làm thế nào mà Tổng thống Donald Trump thắng cử và có bị ảnh hưởng trong ban bầu cử đối với nước Nga hay không. Cho đến giờ phút này thì chúng ta cũng chưa biết nó ngã ngũ như thế nào. Nhưng mà ông Jeff Jackson thì đã từ chức rồi vào ngày 1 tháng 1. Và thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đã chọn một người khác. Ông đó là William Barr. Thì nói là William Barr thì quý vị nhớ hồi xưa đó là chúng ta biết đến một cái người Việt Nam cũng làm thứ trưởng của Bộ Tư pháp là ông Liên đó, Việt Liên, Đinh Việt. Thì cũng có dính líu trong cái Đinh Đồng Phục Việt. Thì thưa quý vị, chúng ta biết là ông William Barr là một cái người cũng rất là giỏi. Nhưng mà ông William Barr đưa lên đó là một bộ trưởng tư pháp, nhưng mà trong cái thâm ý cuối cùng của Tổng thống Donald Trump đó, muốn giải quyết dứt điểm cái vấn đề của ông Bob Mueller trong cái giai đoạn này. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì người ta mới bạch quá ra là biết rằng ông William Barr là cái người rất là nể phục đối với ông Bob Mueller. Thành thử ra cái chuyện này đó nó lại còn lùm xùm hơn nữa và khiến cho ông Tổng thống Donald Trump cũng ở trong một cái thế ngã ba đường. Giết thì cũng giống như là gân gà hồi xưa mà Tào Tháo Đương An mà ông Dương Tu hỏi đó. Thành thử nó khó, hết sức là khó. Thì cái chuyện này đó, theo anh nghĩ thì như thế nào thưa Nguyễn Xuân Đăng? Thực sự hôm nay đó là hiện nay Thượng viện đang trong giai đoạn là Chuẩn thuận đang trong cái phỏng vấn để mà còn phỏng vấn việc nói cái khác hơn nó phỏng vấn việc làm á. Trên nguyên tắc thì những bộ trưởng như bộ trưởng tư pháp thì tổng thống chọn, nhưng mà tổng thống đưa qua thượng viện đề nghị thôi. Chọn lựa nhưng mà phải đưa qua thượng viện mới là chuẩn thuận được thì mới trở thành chính thức. Vâng. Thì trong những ngày này, ba ngày này là ông William Barr này giống như phải đứng ra chuẩn được thường viện phỏng vấn việc làm, trình bày cái gì họ hỏi đủ thứ trò. Yeah. Mà anh thấy coi mấy ông thú vị, anh nó trả lời cũng mình nghĩ giống chơi đâu, phải không? Rất là nhức đầu, chẳng hạn như là họ trả lời thì ông William Barr này thì được tổng thống Donald Trump chọn để mà lại thay thế chức vào bộ trưởng bộ tư pháp hay là tổng trưởng tư pháp tại viện Việt Nam Cộng Hòa của mình. Thì rời ra hạ viện thượng viện chuẩn thuận á, thì trong phiên họp thì ông mới đối chất, có thể ông mới khai ra nhiều thứ. Thứ nhất á, ông cái điều bất ngờ lớn nhất là ông khai là tháng 6 năm 2017, sau khi tổng thống Trump đắc cử mấy tháng là ông có gặp ông Trump và ông đã nói là ông đã cho biết là ông là bạn của ông Mueller. Ông nói từ tháng 6 năm 2017 cho tới bây giờ. Tất nhiên là ông ba này ông không có giấu cái chuyện đó, ông đâu biết sau này ông được đề cử làm bộ trưởng tư pháp đâu, đúng không? Nhưng mà hôm nay ông xác nhận một lần nữa trước thượng viện đó, là không những ông và ông Mueller rất thân, là bạn làm việc với nhau trong bộ tư pháp trước đây, mà còn là bạn thân bên ngoài nữa, là 30 năm nay rồi, mà không phải chỉ các bạn thân cơ, người hai ông mà hai gia đình là bạn thân với nhau trong 30 năm nay. Và ông ta rất là nể phục Mueller.
Cho nên khi mà quyết định chọn Mueller là công tố viên độc lập trong vụ điều tra chính phủ Tổng thống Trump, ông ban hoạt động của Tổng thống Trump có dính líu với thông đồng với Nga không đó, thì ông ta cho rằng cái việc chọn lựa ông Robert Mueller làm cái sự xứng đáng nhất. Cho bây giờ ông đuổi ông Jeff Sessions mà lấy ông Robert Mueller, lấy ông mà William Barr vô thì tránh bỏ dừa gặp bỏ dừa, thì ai mới được bản thân. Và ông ta cũng nói rằng là ông ta nói một câu hôm nay được báo chí trích rất là nhiều, là I will not be bullied, tôi sẽ không bị dọa nạt, đứng thẳng người, quyết định đúng lẽ phải và không bị dọa nạt, không bị bắt ép. Cho nên ông ba này có thể nói là hôm nay trong việc chuẩn thuận ngày đầu tiên á, là phải nói là có thể là ông tương đối là chứng tỏ tư cách của mình, là không những năng lực không mà về bằng cấp, về kinh nghiệm và tư cách của chính mình. Và đó là cái điều mà ta thấy ông William Barr, thì người ta hỏi rằng nếu mà thú nhận như vậy, dư luận bàn, báo chí bàn, nếu thú nhận như vậy thì ông Trump thì sao, có đổi ý kiến không? Thì dư luận cho rằng Trump sẽ không đổi ý kiến, nhưng mà ông ta vẫn làm. Nhưng mà cũng không phải là lấy ông này vô để đuổi ông kia đâu. Cái đó xưa đây người ta nói ông Trump sẽ chọn một nhân vật mới vô thay thế ông Jeff Sessions để đuổi ông Robert Mueller, nhưng mà cái chuyện đó chắc không xảy ra với thời William Barr. Và cái thứ hai nữa thì ông ta cho biết rằng bà vợ của ông William Barr email cho ký giả, cái này mới vui nè, bà vợ của ông William Barr email ký giả cho biết rằng cái cuộc điều tra của ông Robert Mueller sắp kết thúc rồi, bản báo cáo sắp ra đời rồi, tức là đuổi gì nữa vậy, xong rồi. Mà có gì đâu đuổi, bởi vì cái chuyện đó làm nó rõ rõ bên mình. Thì hiện nay cái vấn đề đó, cho nên bây giờ cái vấn đề đặt ra, người ta đang chờ đợi cái bản báo cáo của ông Robert Mueller bây giờ nhiều hơn. Chuyện này là chuyện sẽ những ngày tới sẽ sôi nổi, sẽ y xèo mà giống như cái chuyện nghỉ lễ một đêm nè. Là cái bản báo cáo của Robert Mueller sẽ đi đến hai vấn đề quan trọng người ta theo dõi. Vấn đề quan trọng thứ nhất là ban vận động tranh cử của ông Donald Trump có thông đồng với Nga hay không, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, ông Trump có cản trở ông công lý không? Đó là hai vấn đề. Thì như thế nào? Thì hiện nay có thông đồng hay không đó, thì mấy hôm nay đó, ông luật sư tư, luật sư riêng của ông Tổng thống là ông Rudy Giuliani đó, ông lên trên đài Fox và đài CNN vào tối hôm qua, chiều ngày hôm qua, cả hai đài lớn của nước Mỹ, trên Fox là phía Cộng hòa, bên Cộng hòa nhiều hơn, và CNN phía chống Cộng hòa, chống Tổng thống nhiều hơn. Thì cả hai đài ông cũng bị dí tơi tả hết, bởi vì những cái điều mà ông ta phát biểu trước đây và phát biểu bây giờ nó bị contradict, nó đá nhau trước đây đó, và ngay cả Tổng thống cũng nói những điều mà nó trái nhau, mâu thuẫn nhau. Dù trước đây là Tổng thống cũng như là ban hoạt động tranh cử không hề có cái vấn đề thông đồng với Nga, nhưng bây giờ thì ông Rudy Giuliani nói rằng Tổng thống thì không, nhưng mà ban vận động thì có thể, phải không? Rồi cho nên những vấn đề này nó đang rất là phức tạp. Thì cái đó ra, mà ra đó thì hiện nay phía bên tòa bạch ốc muốn, trước khi mà đưa bà bàn dân tiếng Hà xem, tòa bạch ốc muốn xem trước và góp ý trước khi công bố, nhưng mà bên kia đó có đồng ý không là một chuyện khác nữa. Chứ chẳng lẽ là bây giờ nhận định về tôi, anh biết về tôi mà tôi không biết trước khi công bố ra ngoài đâu cũng được. Thì đó là vấn đề tranh chấp nữa. Thì có công bố, có đưa cho tòa bạch ốc xem qua không trước khi công bố, hay là công bố rồi tòa bạch ốc cũng đọc như mọi người. Thì vấn đề hiện nay đó là những trái bom sẽ nổ tung trong thời gian tới, và những người mà theo dõi tin tức như quý vị và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi nước Mỹ. Nghìn lẻ một đêm chưa hết, kết chưa thúc đâu, nó còn nhiều, rất lắm. Nhiều việc. Yeah. Nhưng mà thưa quý vị, thưa Nguyễn Xuân Nam, thì trên cái nguyên tắc mà bình thường đó, khi mà mình nói đến một người nào đó đó thì mình cần phải cho cái người đó biết tôi nói như thế này anh có đúng hay không, mà nếu mà anh đúng thì tôi mới có thể công bố cho mọi người. Chứ còn khi không mà mình nói người ta mà không đúng rồi mình công bố trước rồi sau này đó mình sửa lại đó, thì khi mà người ta nghe là 10 người mà mình sửa lại chừng khoảng 2-3 người nghe, ly nước đổ rồi, ly nước đổ rồi, hốt không lại không đủ. Thành nữa tôi nghĩ rằng tòa bạch ốc cần phải biết trước những điều mà công bố các bản điều tra của ông Robert Mueller ra cho mọi người, chứ không thể nào khi không mà đưa ra một cái ví dụ như là
Nói thì nói vậy, chứ trên thế gian này, đời này nó đâu có cái gì là tuyệt đối. Nó có thể có thể không mà, làm sao mà nói được. Bây giờ đó, thưa quý vị, cái tin chót mà chúng tôi muốn thưa cùng quý vị là cái chuyện Trung Cộng. Thì anh Trung Cộng thì từ trước đến nay là anh thù vẹt lắm. Thành thứ ra mình cũng biết rồi, chơi với anh thì rất là ngá. Thành thứ ra Canada là một cái nước quang minh chính đại đó. Nhưng mà rồi khi mà họ làm những cái công việc của bắt cái bà Mạnh Mẫn Chu á, thì thưa quý vị, cái chuyện này nó cũng đúng thôi, là bởi vì nổi cái chuyện mà bà đã sở hữu mấy cái visa rồi bà làm những cái chuyện đó thì quả thật cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà đến đây thì chưa có tòa án để mà xác định bà đúng hay sai, thì vẫn còn giam giữ bà ở đó. Nhưng mà Trung Cộng lại muốn cái vụ này nó phải chìm xuồng bằng cách là trao đổi. Mà trao đổi thì bắt cái ông Canada này để tử hình. Thì thưa quý vị, cái điều này nó quá thật là một cái điều nó ngớ ngẩn hết sức. Bởi vì một cái người họ đã thọ án, mà họ đương thọ án 15 năm, rồi bây giờ nghĩa là giống như là mình nhổ ra rồi mình liếm lại. Đã kêu án 15 năm thì để người ta thọ án 15 năm, tự nhiên bây giờ bóc một người. Tại sao không bóc người khác mà bóc cái người Canada? Thì chứng tỏ rằng anh muốn đá động đến vấn đề Canada để mà Canada can thiệp. Mà khi can thiệp thì chắc chắn cũng phải có sự trao đổi. Cái kiểu mà tính toán như vậy đó, thì chúng ta biết rằng ông Tàu mà, nghĩa là kẻ tám lạng người nửa cân chẳng hạn, thành thử ra cái điều này nó đang làm y xèo. Và chắc chắn rằng cái chuyện này nó cũng không phải là tử hình đâu, nhưng mà vấn đề ngoại giao thì rất là sôi nổi trên cái bàn cờ của chính trị, đặc biệt là giữa Hoa Kỳ, Canada cũng như là Trung Cộng. Bởi vì Hoa Kỳ là một quốc gia mà can thiệp mạnh nhất về vấn đề nhân quyền. Chuyện này thế nào Human Rights Watch cũng như là một số các tổ chức nhân quyền phải nhảy vào. Và điều đó đã cho chúng ta thấy rằng cái tình trạng Trung Cộng càng ngày càng vướng thêm nhiều cái sự kiện, và chắc chắn không thể nào mà không tránh khỏi cái sự chỉ trích về mặt nhân quyền. Mời Nguyễn Xuân Nam. Hôm nay nói về Trung Cộng là hai cái tin mà có thể nói rằng chúng ta cũng thấy cái nhỏ nhiên với mấy Tàu Cộng. Cái nhỏ nhiên thứ nhất á, là anh cái bản báo cáo của cái Viện Khoa học Xã hội của Bắc Kinh á, họ nghiên cứu, họ cho rằng trên thế giới có mấy trăm cái tổ công ty lớn thế giới, thì còn có một số công ty và còn gọi là Hồng Kông và Đài Loan không có thực thuộc với Trung Cộng. Đó là công ty của Apple và Google của Mỹ. Trong mấy chục công ty thì có hai này, và họ yêu cầu là phải đổi là sang là Taiwan, China thuộc về Trung Cộng, kiểu vậy đó, và Hồng Kông thuộc về Trung Cộng. Chúng ta biết rằng Trung Cộng gây sức ép của các hãng hàng không quốc tế, các khách sạn quốc tế cũng vậy, là làm ăn Trung Cộng là phải thừa nhận cái chuyện mà tôi làm ăn với anh, nhưng mà anh bắt tôi phải thừa nhận luôn cái vụ mà Đài Loan thuộc về Trung Cộng. Vậy mà trên các website của các công ty cũng đã đổi và xin lỗi Trung Cộng, đã xin lỗi Trung Cộng và đổi. Bắt xin lỗi cho đâu? Họ muốn thực hiện cái vấn đề đó. Cho nên nếu mà một ngày nào đó cái làm ăn của Trung Cộng là chúng ta thấy bán lúa giống, bán lúa giống, kỹ thuật bị giao, chính trị bị bắt buộc, nó siết đầu siết cổ. Cũng như hiện nay người ta đang theo dõi vấn đề mà tại Việt Nam hiện nay, cái vấn đề mà Facebook với Việt Nam như thế nào đang một cái chapter rất là gây cấn. Mà sắp tới thì chúng tôi với luật sư Duyên cũng sẽ gửi cho quý vị những tin tức mới nhất liên quan là cái theo yêu cầu luật an ninh mạng của Việt Nam á, và những cái pháo kích mà chúng tôi đọc trên các tờ báo mà của công an trong nước đó, pháp luật trong nước, thấy họ tấn công cái Facebook như thế nào. Thậm chí cho là Facebook hiện nay là câu giờ, rồi là cho quảng cáo mập mờ, quảng cáo chính trị, đánh lận con đen đủ thứ. Thì Facebook như sẽ tồn tại tại Việt Nam như thế nào, hay có chiều theo Cộng sản Việt Nam để mà tồn tại không, đó là những vấn đề khác. Nhưng mà chúng ta thấy một cái điều là gì, là cái vấn đề thứ hai nữa là đối với Canada thì họ xử, là bữa qua chúng tôi đã tường trình rồi, cái vụ mà án của Robert Lloyd Schellenberg á, là trước đây á, anh ta bị xử 15 năm và để về cái tội mà buôn lậu 222 kg tương đương với 489 pound cái chất gây nghiện là metamethamine, dòng kiểu một loại ma túy, thuốc phiện ma túy vậy. Và bị xử 15 năm, bây giờ đem ra xử lại thì bắt người ta tử hình. Thì ông thủ tướng của Canada là ông Justin Trudeau, ông lên án cái vấn đề bản án tử hình. Và hiện nay cuộc chiến tranh ngoại giao giữa Canada và Trung Cộng rất là lớn. Thì Bộ Ngoại giao Trung Cộng liên tiếp nói xấu Canada, nói xấu ông Trudeau.
Và Trudeau dẫn chứng là những cái đồng minh của ông ta, những lãnh tụ trên thế giới, những đồng minh của ông ta phản đối bản án tử hình như thế nào, cái khác đủ thứ. Thì Trung Cộng nói câu, hai câu mà phải nói rất là sốc. Câu nhất là họ dùng cái chữ là tôi chẳng sợ chút mảy may nào về những lời đe dọa của ông Trudeau hết. Nó kêu là không có một chút mảy may nào mà đe sợ hết. Not worry in the slightest, là không có một chút lo lắng, một mảy may nào hết lo lắng, đúng không? Thứ hai nữa là gì? Đâu họ cho rằng đồng minh như Canada đếm không đầu, không đủ để đầu mấy đầu con tay. Một sự khinh miệt và một sự lăng mạ của chính quyền Canada. Thì có thể nói rằng người ta thấy một cuộc chiến tranh về ngoại giao giữa Canada và Trung Cộng đang diễn ra. Và sắp tới nếu mà Canada mà giao và Mạnh Lan Châu về Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ xử Mạnh Lan Châu như thế nào, làm chuyện lớn giữa Canada, Hoa Kỳ và Trung Cộng. Chuyện Huawei chưa hết. Thì trong ngày hôm qua thì báo chí thế giới đã đưa tiền là ông cha của Mạnh Lan Châu lên tiếng. Ông chủ tịch của tập đoàn Huawei đó. À, sau thời gian im lặng bữa qua ông lên tiếng. Thứ nhất, ông lên tiếng rằng nó là công ty Huawei chẳng có làm tình báo cho Nga và chẳng làm tình báo cho Tàu và chẳng có sưu tập vấn đề mà thiết bị gì về vấn đề tình báo cả. Cái thứ hai là ông ta ca ngợi tổng thống Trump để lấy lòng, đúng không? Thì nói chung là chuyện này ta quan ngại, hiện nay coi thử cái vụ án mình Huawei, mình Văn Châu, Canada và Mỹ và Trung Cộng sẽ như thế nào, chúng tôi sẽ hạ hồi phân giải cho tất cả quý vị. Câu chuyện chưa hết ở đây. Có lẽ cái chuyện cuối cùng chúng ta kết thúc ở đây, giáo sư Dũng. Là cái ngày hôm nay cũng nói nhiều chuyện, có thể coi chuyện con mèo đi. Là trước đây ta ồn ào cái chuyện là cái ngôi sao mà huấn luyện về tình dục và tự phong là mình là ngôi sao huấn luyện tình dục á, huấn luyện viên tình dục á, là cái cô là người Belarusia, là một trong những nước Cộng hòa cũ của Xô Viết, bây giờ là nước Cộng hòa Belarusia. Thì cô đó tên là Anastasia, năm nay 27 tuổi, cô bị bắt tại Thái Lan cùng với hai người Belarusia khác và 5 người Nga khác, trong lúc họ đang làm những lớp mà gọi là hướng dẫn về tình dục tại Thái Lan. Thì họ thú tội và bị trục xuất khỏi Thái Lan. Trong cái sợi dĩ câu chuyện đó, chuyện nó bình thường, chuyện nhỏ, nhưng cái chuyện lớn như thế này nè, khi bà bị bắt á, bà nói bà có trong tay rất là nhiều cuộc băng để nói là sự can thiệp của Nga vào bầu cử của Mỹ. Mà nếu mà Mỹ cho bà tị nạn vào nước Mỹ thì bà sẽ trao những cuộc băng đó. Nhưng mà tới giờ này thì chơi không? Tới giờ này thì chưa thấy cuộc băng nào được tiết lộ. Và bà cũng không có được đưa vào Mỹ và được bị trục xuất vào nước Nga. Và câu chuyện đó là câu chuyện được khép lại. Thì chúng ta thấy rằng chuyện có thật hay không có thật, nhưng mà có lẽ cái chuyện có thật hay không có thật thì còn chờ cái bản báo cáo của ông Robert Mueller. Có thể là theo cái bà vợ của ông mà William Barr, cái bà mà cái ông nhân vật được bổ nhiệm là Bộ trưởng Bộ Tư pháp á, là ông Robert Mueller đang hoàn thành giai đoạn cuối cùng của bản báo cáo. Thì chúng ta chờ bản báo cáo như thế nào về cái cuộc điều tra sẽ được kết thúc vào ví dụ 2019 sang năm bầu cử đi. Dạ vâng, thân ái kính chào quý vị, và bản tin cũng đã đủ dài để quý vị có thể suy gẫm từ cái câu chuyện đóng cửa liên bang cho đến những cái câu chuyện trục xuất ở tại Thái Lan. Chúng tôi tạm kết thúc cái chương trình của truyền hình Kali Today tối hôm nay. Và một lần nữa chúng tôi rất là mong quý vị giữ gìn sức khỏe, bởi vì thời tiết ở ngoài thì cũng rất là lạnh và mưa cũng rất là dầm dê. Kính chúc quý vị cùng toàn thể gia quyến an lành và chúc anh Nguyễn Xuân Nam có một đêm an lành. Cảm ơn giáo sư Dũng và trân trọng kính chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai với nhiều tin tức hấp dẫn. Xin chào quý vị. Tạm biệt quý vị.